để chậm lên tải ra cho quý thầy cô có hai hình thức. Một là chúng ta nhắn tin trên chat, xin mời thầy Dũng và cô Vân Anh theo dõi cuộc tin nhắn để học to lên cho cả lớp, cả tỉnh chúng ta đều nghe. Sau đó thầy Thanh và thầy Dũng sẽ lại hoặc hình thức thứ hai là thầy cô bỏ đi về cái có thể đúng khí nó đi dễ cho lẽ đổ dầu đi dê mà đổ dầu để sử dụng khi mà sử dụng một cách cao nhau đi ngọn thì gặp gì thì việc của nó xin tiếng mời các con. Dạ thưa thầy, em nhận được câu hỏi của trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Thầy hỏi là thời lượng STEM ở lớp bao nhiêu tiết và ở nhà như thế nào ạ? Rồi, cho nên là câu hỏi này khi chuyển từ một bài học truyền thống sang một bài học STEM thì các mục thực hành và vận dụng trong một bài học truyền thống, một là chúng ta dạy cảm giác, hai là chúng ta kiểm tra kiến thức để chúng ta thay thế bằng ba hoạt động cuối của các hoạt động giáo dục STEM mình cho học sinh kế tạo sản phẩm luôn. Thì chắc chắn là bài truyền thống hay một tiết thì nó sẽ phát triển thành những hành động kiến thức chúng ta luôn, nhưng mà đa số là nó sẽ trọng gì hơn một tiết. Thế thì cái nguyên tắc thứ nhất là tôi đã nói là giảm bài tiết bài học vào thực hành rồi, thứ hai là chuyển các bài tập trong thực thực hành vào dụng qua một cái tiết khác. Và điều này trong văn năm năm 2022 khẳng định rất rõ là việc xây dựng kế hoạch bài dạy là bao nhiêu tiết làm việc của thầy cô, không còn là việc của bộ dụng theo cái chương trình cũ nữa, thầy cô có thể làm cái việc này. Còn cái hoạt động mà thì như vậy về tổng số tiết của một bài học đây là do thầy cô quyết định không bằng năm nay. Cái thứ hai ý của thầy cô là hoạt động nào là được hoạt động trường, hoạt động nào là hoạt động cái số tiết như thế nào. Trong những ngày cái quyền đã là về ý thầy cô, không phải chủ định. Còn nếu mà tôi nói thì tôi có thể nói những kinh nghiệm mà nhóm chúng tôi đã dạy cho học sinh ở các bộ trên công ty của thầy cô là không ngừng hoạt động khám phá về học sinh chúng ta, hoạt động khám phá hệ thống các câu hỏi, việc đề xuất lựa chọn các hoạt động chúng ta là đề xuất lựa chọn thì dẫn cho học sinh hoạt động ở nhà, hoạt động chế tạo và thử nghiệm sản phẩm thì một số công đoạn cũng có thể cho học sinh về nhà làm. Đối với những cái nào nó phát trên nhiều tiết, còn thông thường nó chỉ phát trên nhiều tiết thì gần như tất cả các năm hoạt động, tất cả năm hoạt động đều diễn ra trong 2 tiết ở trên lớp luôn. Chỉ có những hoạt động mà nó phát trên tiết 3, tiết 4 thì chúng ta mới chịu hoạt động như vậy, và lưu như thế nào là do thầy cô. Xin cảm ơn thầy cô. Dạ thầy, ở trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân có đặt câu hỏi thêm đó là có quy định 1 năm dạy bao nhiêu tiết STEM không ạ? Dạ, trong văn 3089 của Bộ Giáo dục đã khuyến khích tất cả các trường học trung học cơ sở và trung học phổ thông là đưa hoạt động giáo dục STEM vào trong nhà trường. Còn quy định số tiết là nhiệm vụ của sở giáo dục, và từ đó có học dụng sẽ ra quy định cụ thể. Ví dụ như là trường sẽ quy định mỗi tiết ít nhất 1 giáo viên, 1 bộ môn phải dạy 1 tiết 1 học kỳ, 1 chủ đề 1 học kỳ tới 5 tiết 1 chủ đề. Việc này là cùng vấn đề pháp lý, còn tác giả thì không có thẩm quyền để trả lời, là tác giả không có quyền quy định mỗi giáo viên phải dạy bao nhiêu mà. Còn Bộ Giáo dục là cơ quan quản lý nhà nước về mặt giáo dục, của tất cả thầy cô chỉ là yêu cầu tất cả các trường phải đưa hoạt động giáo dục vào trong nhà trường. Còn vấn đề cụ thể quá là do lãnh đạo địa phương. Xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Trời ơi, quá lạnh. Xin kính mời quý thầy cô cùng nêu câu hỏi. Khi mà chúng ta sử dụng một thác này ở trường ta thì chúng ta có nhiều cái cụm từ hơn, những cái thắc mắc khác chúng ta tháo gỡ ngày nay. Con theo dõi về các thầy cô. Dạ, em vừa được câu hỏi của trường Tây Sơn, trường tiểu học Trần Văn Diệp. Trường với tổ có xây dựng kế hoạch riêng không? Dạ, xin hỏi xin nhắc lại là kế hoạch riêng là kế hoạch gì các thầy cô? Bởi vì trong nhà trường có nhiều cái kế hoạch với thầy cô nhằm rõ sau chữ kế hoạch một vài chữ để chúng tôi giải đáp. Sáng nay cũng giới thiệu thầy cô nhớ chúng tôi là tham gia biên soạn các giáo khoa toán, các giáo khoa toán và cũng khoảng vài chục đầu sách tham khảo quý theo các giáo khoa toán bộ dân trời sáng tạo. Thì toán là một thành tố của em, nó ở chữ em mà. Thì những gì liên quan bộ sách mà liên quan toán thì nhóm chúng tôi cũng sẵn lòng giải đáp cho cơ hội nhiều. Cảm ơn quý thầy cô. Dạ, cô Lê Thị Thu Loan ở trường Trung học cơ sở Ông Đức có câu hỏi là kết quả hành động STEM của nhóm học sinh có được đi lấy điểm đánh giá định kỳ không ạ? Xin trả lời với thầy cô là hiện nay theo công văn 5512 của quy định rất rõ là cái cách cho điểm của chúng ta là cách cho điểm hình thức là thường xuyên và hình thức định kỳ, và trong cả hai cái hình thức đó thì cái phương pháp để đánh giá, để cái phương pháp truyền thống là cho bài viết, kiểm tra bằng bài viết. Cái phương pháp mới mà chúng ta hết sức chú ý đó là quan sát hoạt động của học sinh và quan sát sản phẩm từ hoạt động của học sinh. Như vậy chúng ta hiểu là hai cái hình thức mới bên cạnh hình thức cũ, cái phương pháp về nhà lại hình thức cũ là kiểm tra bài viết dưới dạng trắc nghiệm và tự luận. Mà trắc nghiệm thì có hai dạng là nhiều đáp án hoặc trắc nghiệm đúng sai, và sắp tới toàn bộ tất cả các sử dụng sẽ xây dựng cái đề thi của lớp 10 dựa trên cái cấu trúc đề thi trung học phổ thông lớp 12 mà bổ dụng mới điều ra công bằng của học để học sinh làm quen với đề thi ra đề của hàng nhà là một cái đề thi nó gồm có 3 phần tố. Một là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, hai là câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, ba là cái gì đó là cái hình thức ra đề của bạn. Về phương pháp thì chúng ta có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là kiểm tra bài kiểm tra mà tôi vừa nói với thầy cô. Cái phương pháp thứ hai là quan sát hoạt động của học sinh thì mới đánh giá được năng lực có thể vượt qua hoạt động. Thứ ba là quan sát sản phẩm từ hoạt động của học sinh thì năng lực nó cũng thể hiện qua cái kết quả của hoạt động, mà kết quả của hoạt động đó là sản phẩm. Do đó như vậy giáo dục STEM thì chúng ta phải chủ yếu là người học hoạt động. Cho đó là những chủ đề xuất các thầy cô, một là chụp hình hoạt động của nhóm thì rõ ràng là có những nhóm gửi lên cả nhóm cùng hợp tác để chế tạo sản phẩm cùng vẽ luôn, thì hình ảnh đó cho chứng minh là trường đó hoạt động đến cái tinh thần của hoạt động đó. Còn có những nhóm 5-6 thầy cô là còn để quan sát một bạn chế tạo sản phẩm thì đó cũng là chưa thể hiện rõ ràng là chúng ta hoạt động đúng hoạt động, thì cái hoạt động này nó sẽ thể hiện rõ như vậy. Thì trong đây cũng sẽ lưu ý các thầy cô để về nó tổ chức đúng theo yêu cầu của bộ sách. Cái thứ hai là sản phẩm luôn thì rõ ràng các thầy cô quay video clip cái sản phẩm hoạt động thì tôi sẽ làm được. Như vậy trong một bài học tay nó thể hiện rất rõ cả 3 cái hình thức đánh giá, 3 phương pháp đánh giá mà bộ luật các yêu cầu nêu ra theo công văn 5512. Một là bài kiểm tra viết. Bài kiểm tra viết thì thầy cô chụp thành câu trả lời hỏi lên vào giờ đầu, đó là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là chụp hình cái cảnh mà các thầy cô đang tham gia hoạt động có luôn. Cái chúng ta đang là lưu ý về sản phẩm của thầy cô, rõ ràng là 3 phương pháp này theo công văn 5512 thầy cô qua cả hai hình thức thường xuyên và định kỳ. Tuy nhiên, đều sử dụng thường xuyên và định kỳ theo hình thức thứ nhất, đó là hình thức kiểm tra một bài viết. Thì ngay hôm nay xin lưu ý là cái tổng quan năm 2022 thì tôi đã trình về Sở Du lịch Quảng Bình tập huấn là thành phố Quy Nhơn và Bộ Quốc phòng Quyền Hoàng Nhân Quyền Bèo. Thì tôi đã chia sẻ về các hình thức kiểm tra giá và các phương pháp kiểm tra giá. Nhưng mà vì lý do giả sử như thì chúng ta chưa thực hiện thành với hình thức như trong hoạt động đã quy định, thì chúng ta cũng có các điều kiện luôn. Bởi vì hiện nay là dạy học phát triển năng lực chứ không phải là tái nhận thức. Còn khi kiểm tra bài viết thì khả năng rất nhiều là đó là chúng ta chọn mô hình cũ là tái nhận thức. Còn để phát triển năng lực là phải quan sát, nó làm được cái gì đều cái hoạt động thì quan sát hành vi như vậy, quan sát hoạt động của nó, thì cái này là các địa phương đề nghị các địa phương cũng là nhận định cũng vào cái hình thức này. Xin cảm ơn các bạn đã nêu câu hỏi. Thầy, cái câu hỏi đặt ra đó là nguồn tài nguyên video cho hoạt động khởi động là giáo viên tự tìm kiếm để phục vụ cho bài dạy, hay có nguồn tài nguyên của bộ giáo dục để đề để tiết dạy STEM ạ? Xin trả lời câu hỏi này. Cái thứ nhất là xin nói về sách giáo khoa, về chương trình giáo dục là do một nhóm biên soạn viên từ 63 tỉnh thành, sau đó bộ giáo dục thông qua điều chỉnh, sau đó thông qua bởi cái thông tư 32 chính về chương trình giáo dục phổ thông. Thì cái gì đây là chương trình mà pháp định chúng ta phải thực hiện theo. Còn sách giáo khoa và các sách tham khảo trong nó có bộ sách giáo dục STEM do nhóm tôi là sách tham khảo được biên soạn căn cứ vào chương trình đó. Mà đã là sách tham khảo thì các thầy cô đã lắp cuốn tất cả các bộ sách. Thì tôi cũng về Bình Định cũng tập cuốn sách giáo khoa có nhé. Vừa qua thì tôi có tập huấn cho tỉnh Bình Định về sách giáo khoa có chương trình đào tạo, thì tôi với thầy Đặng Đăng có tổng biên tập nhà xuất bản Việt Nam tham gia tập huấn. Thì các thầy cô thấy là sách giáo khoa, các môn của sách giáo khoa và chỉ là mà khi nó tại tham khảo thì chúng ta hiểu rằng nó chỉ là một kênh để chúng ta tham khảo thôi. Nhưng mà cái kênh đó hay cái là nhiều tác giả thì rất là nhiều tờ rồi có thật ra mà chúng ta lấy cái bài ở trong đây còn nếu các thầy cô thấy là cái hoạt động nó chưa phù hợp với địa phương mình, địa phương mình nắm ra đó thì xin đề nghị các thầy cô thay đổi cái nguồn hoạt động cho nó phù hợp và do đó cái việc mà thì các thầy cô cứ làm dở sẽ tạo ra của tài nguyên của bộ hay là tài nguyên của bộ sách do nhóm chúng tôi biên soạn sẽ có nhiều video clip, thì các thầy cô sẽ tải xuống để sử dụng thì tiện về mặt thời gian. Còn nếu các thầy cô tìm không có hoặc là cái video clip này mình thực hiện thì học trên ở địa phương chưa gì chẳng hạn, thì chúng tôi làm cái câu vận tạo liên tiếp và mặt sưu tầm những video clip. Tuy nhiên những video clip ở trên các sách tôi là đã thể hiện được đúng yêu cầu học đạt của chương trình. Do đó khi thầy cô vận tạo hoặc là thầy cô tải về một video clip tròn nổi trên mạng thì các thầy cô hết chú ý đến là có phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình không. Xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. Thưa thầy, ở trường trung học cơ sở Tuyên Hóa, Quảng Bình có đặt câu hỏi là khi tổ chức triển khai bài học STEM thì có nhất thiết một bộ môn thực hiện hay nhiều bộ môn trong tổ tự nhiên xây dựng bài soạn ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn. Xin gửi lời thảo luận đến các thầy cô ở tỉnh Quảng Bình cũng có tham gia cùng các thầy cô ở tỉnh Quảng Bình. Thì cái lời chào đầu giờ của tôi là chỉ chào cô ở tỉnh. Nhưng mà cuối đầu giờ tôi vào thì tôi quan sát thấy sử dụng liên quan và mình cũng có tham gia, thì gửi lời chào tóc trên hôm nay xin gửi lời chào quý vị cô và gửi lời xin lỗi ạ. Xin trả lời câu hỏi này là như sao ạ? Kế hoạch bài dạy của một bộ môn và đặc biệt là bộ môn STEM, chúng ta nhớ cái khái niệm giáo dục STEM có hai từ khóa, mỗi từ khóa có hai chữ rất quan trọng mà chúng ta nhớ được, đó là liên ngành và ứng dụng có nghĩa là học sinh phải chế tạo ra một cách học. Liên ngành có nghĩa là 4 ngành sau này có phát hiện ra các kỹ năng nghệ thuật, tức là họ sẽ tạo ra Họ đi là nó nói như ngặt cũng hạt. Thế thì như vậy ai sẽ dạy, ai sẽ soạn bài lên, và ai sẽ làm cụ nội lên. Đây là một vấn đề đặt ra với yêu thành thành khi mà đầu tiên kiểm tra. Thế thì nó không có tính pháp lý trong thông văn 512 trong thông văn 335 của Bộ Luật quy định về các tiết dạy học thêm, quy định về các tiết dạy học thêm, hay là trong văn mới nhất là 309 vào ngày 8/8/2020 của Bộ Luật quy định học thêm, yêu cầu tất cả các trường phải dạy học thêm, cũng không nói về vấn đề mà nhiều thầy cô soạn bài, nhiều thầy cô vào dạy. Tuy nhiên theo kinh nghiệm triển khai thì một hoạt động giáo dục ta thế nào để chế tạo ra một sản phẩm nó thế nào nó cũng có kiếm 2-3 môn, thậm chí nếu mà môn liên luôn nếu được nếu chúng ta tất cả các sản phẩm đều có kiến thức đậu ra không để môn luôn. Tuy nhiên trong soạn bài thì nếu chúng ta là môn sử chẳng hạn thì trong đó có sử sinh có lý hoạt thì chúng ta là giáo viên sử, chúng ta mạnh môn sử thì chúng ta sẽ soạn những câu hỏi chủ yếu là môn sử, còn những câu hỏi khác thì chúng ta giảm lại cái lượng giảm mức câu hỏi và số lượng câu hỏi thì cái nhân chính của chúng ta ở bậc tiểu học người ta đã rút ra cái lượng đó là một điều để không nhớ không? Đó là cái môn chính của chúng ta, còn những môn còn lại chúng ta gọi là môn tích hợp, còn môn chúng ta gọi là môn chủ đạo. Và là môn chủ đạo tức là chỉ một ở các tỉnh thì các thầy cô mình chung soạn một bài mà xin lỗi chứ 5-6 người thấy đông hơn thì nghĩ là nó soạn chặn thì đây là thực tế này chứ không mà thầy cũng pháp lý cả ở nhiều tỉnh nào mà nhóm chúng tôi đã triển khai một giáo viên soạn nhanh hơn một môn học tập này. Thế thì giáo viên sẽ thấy có 3 môn. Tôi là môn toán thì tôi xây dựng môn toán làm môn chủ đạo, nó là môn chủ đạo. Còn các môn còn lại tôi cho nó là môn tích hợp. Chúng ta tạm gọi cái môn thể thao. Xin lỗi nếu dùng từ phụ nha quý thầy cô. Là thì hai người nào hai thầy cô của hai bộ môn tích hợp đó. Vô soạn bài nó sẽ đổi thì mình sẽ cầm sách giáo khoa lên mình sẽ tự tìm câu hỏi, mình sẽ tự tìm câu trả lời phù hợp với trình độ phổ thông của chúng ta thì toàn bộ những kiến thức sau này chúng ta hy vọng là nếu như ai gặp chúng ta hỏi lại thì chúng ta sẽ biết. Còn cái việc trong thực tiễn triển khai thì ở nhiều tỉnh thành tôi hiện giờ luôn thành tôi hình như chưa thấy nhiều giáo viên giảng dạy và nhiều giáo viên cùng tham gia các bài tham gia thì thấy có một giáo viên của môn chúng ta gọi là môn chủ đạo, các môn còn lại chúng ta gọi là tích hợp. Thì hoặc là chúng ta đổi giáo viên ngồi để tìm câu hỏi từ câu trả lời phù hợp với sản phẩm, hoặc là chúng ta tự học trên sách giáo khoa. Tôi xin trả lời đây là thực tiễn của các địa phương chứ không có tính pháp lý và không có tính khoa. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Chị thưa thầy, cô Đỗ Huỳnh Liêu Việt có đặt câu hỏi là có phân phối chương trình cho STEM không? Và trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân có câu hỏi là có làm kế hoạch dạy học STEM không hay là phối hợp với kế hoạch dạy học ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Thứ nhất là xin được nhắc lại là cái từ phân phối chương trình là cái từ mà trong chương trình truyền thống dạy học hướng nội dung cũ trước năm 2018 chúng ta sử dụng thì hiện nay cái từ phân phối chương trình chúng ta hiểu đó là hai chỉ đạo. Phân phối trình có nghĩa là một khái niệm là đây là một văn bản do Bộ Giáo dục xây dựng, Bộ Giáo dục ban hành và Bộ Giáo dục kiểm tra việc thực hiện ở tất cả các trường trên tất cả các địa phương. Thì hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì khái niệm phân phối chương trình không còn nữa mà chỉ có khái niệm là xây dựng kế hoạch bài dạy. Thì khi xây dựng kế hoạch bài dạy thì việc cái tiết đó cái bài đó dạy ở học kỳ 1, ở học kỳ 2, dạy ở tiết thứ 5 hay tiết thứ 100, dạy ở tháng 8 hay dạy ở tháng 4 chẳng hạn. Việc của nhà trường là việc của thầy cô của Bộ Dục, Sở Dục và Phòng Giáo dục không can thiệp. Chúng ta ở nhà trường chúng ta tổ bộ chúng ta sẽ xây dựng tiêu chuẩn thông qua và chia sẻ cái tay đó để phòng giáo dục nắm cái phòng dục không can thiệp vào cái phòng việc của chúng ta. Do đó cái khái niệm ý của thầy cô không có kèm là kế hoạch dạy là mang tính pháp lý rồi, bởi vì cái pháp lý đó hiện nay cũng là vậy. Tuy nhiên còn sắp tới một cái này của nhóm tôi quy soạn cũng nên cái gợi ý đó, tức là nếu mà các thầy không công nghệ chủ đề nào ở vào tháng 9 ngày hôm nay thì chúng ta lọc sách giáo khoa các bộ đã đi vào tháng 9 cũng khá trùng hợp với đề nghị các thầy cô dạy trường sinh chủ đề có liên quan gì đó, nó sẽ có cái chủ đề tương ứng đó. Qua tháng 10 thì nó sẽ có chủ đề cho các khối sau 7, 8, 9. Cái khái niệm mà tôi vừa trình bày đó này mà các thầy cô cũng là một chương trình này. Nếu là giống như tôi thì sẽ dùng tất cả các bài dạy sau từ tháng 6 thì có thể dạy, tháng 9 có bị có dạy, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 cũng còn có bài dạy. Và bài dạy đó cũng khá phù hợp với chương trình của sách giáo khoa luôn. Tại sách giáo khoa 3 bộ cũng là đó là cách điều để nó liên tiếp và các trường sáng tạo thì các bài đó cũng khá là tương ứng, khá là phù hợp. Tất nhiên là giữa các bộ sách nó có sự khác biệt thì chúng ta chọn cái chung lớn nhất thì cũng điều kiện tiến độ với thầy cô kia với lại nhà đại học đó thì chúng ta lấy cái bài này chúng ta chuyển thành đại học đang luôn thì phù hợp với chương trình mà chúng ta đang theo cái sách giáo khoa. Xin cảm ơn thầy cô đã nêu bật. Chưa hay còn hỏi nữa. Vậy thầy, em có nhận được câu hỏi của thầy Nguyễn Kế Nghĩa. Thầy hỏi là có quy định thời lượng cho mỗi hoạt động, cho một chủ đề bài học dạy STEM không ạ? Dạ, xin cảm ơn thầy Nguyễn Kế Nghĩa. Đã trả lời câu hỏi này thì xin đáp lại câu hỏi trước là cái quy định về thời lượng mà thầy nói là không còn nữa. Bởi vì việc xây dựng kế hoạch bài dạy theo thông qua 5 năm một ngày của bộ trưởng là việc của thầy cô. Ban này quyết định 1 tiếng, ban này kia quyết định 2 tiếng. Để coi thử có gì đâu. Sau đó thầy trình bày với tổ thống nhất thông qua và trình cái bản nhật bản đó cho hiệu kiện ký. Về mặt nguyên tắc thì hiệu kiện ký thôi, không có các cuộc gọi công việc nội bộ của tổ. Thì thầy trình bày với tổ là cái bài này nó chỉ có 1 tiếng nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển bài này trình tổng này bằng bài học kèm thì tôi xin thêm tiếng thứ hai và để tiếng thứ hai thì tôi xin giảm bớt những cái tiếng ở đâu đó là học kỳ 1, học kỳ 2 thì tổ sẽ thông qua. Thì chắc chắn cái ý kiến của chúng ta là tổ sẽ đọc qua những bài tiếng này nó không ảnh hưởng nhiều đến cái việc chung của nhà trường thì tổ sẽ đồng ý, thì gọi kế hoạch lên nhà trường vào đầu năm và nhà trường thực chất thì trường chỉ ký điểm thôi chứ còn không ra thì vào sau và đi mọi hiệu được là chỉ là một môn chứ không ai được các trường ra một môn. Toàn bộ công việc là giao cho tổ trưởng. Xin cảm ơn thầy đã đến chị. Dạ, xin thầy, hiện tại em thấy câu hỏi rồi. Dạ, xin nhờ thêm ít phút nữa các thầy cô cứ tiếp tục nên câu hỏi. Tôi sẵn là phòng nhân hiện nay là gặp các thầy cô trả lời hết những câu hỏi. Kể cả sách giáo khoa toán, sách giáo khoa học thì nó là một những thành tố nó liên quan đến cái dạy STEM. Dạ, em xin giới thiệu thầy cô là thầy Huỳnh Ngọc Thanh cũng là tác giả sách của bộ sách Trên Trời Sáng Tạo. Nhưng thầy cô có thắc mắc gì về buổi tập hôm nay cũng như các câu hỏi về trong sách Trên Trời Toán Trên Trời Sáng Tạo thì có thể đặt câu hỏi để thầy giải đáp luôn ạ. Thầy, em có nhận được câu hỏi của phòng giáo dục Vĩnh Thanh. Câu hỏi đặt ra đó là tiết dạy STEM không nằm bài STEM của sách STEM. Câu hỏi cũng em cũng chưa rõ lắm. Bài STEM của bộ sách STEM không nằm trong kế hoạch bài dạy thì được tính số tiết đó như thế nào và kinh phí để tổ chức tiết dạy đó tính làm sao ạ? Dạ rồi, xin trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này tôi đã lặp đi lặp lại cũng khá nhiều lần trong suốt quá trình tập huấn buổi sáng ngày nay. Tức là trong các hoạt động giáo dục và các tên của các môn học truyền thống trong thời có biểu hiện xếp của tựa biểu thì không có chữ STEM, nó không có chữ STEM. Vậy thì trong năm 3089 của bộ dục chúng ta phải ép để chúng ta đưa STEM trong cái môn ở của điểm để xếp định cho thầy cô. Tức là chúng ta đang dạy một bài học truyền thống mà chúng ta muốn dạy Tây thì chúng ta sẽ gắn thêm một số yếu tố của Tây với cái bài học truyền thống đó, thì khi nó lên đại học nó sẽ thành bài học Tây. Thì khi ta bài học Tây nhưng mà chúng ta đang dạy văn thì cái bài đó là chúng ta là giáo viên tham gia thì sẽ xếp vô trong thời điểm làm tiết dạy hay tiết dạy của môn văn. Và như vậy về mặt pháp lý là chúng ta đang dạy bài Tây nó dưới dạng là bài của môn truyền thống Tây. Cái bài này môn truyền thống là môn ngữ văn và cái tên mới của nó là bài tên và viết ra vẫn được tính số ý nghĩa của đường thừa. Chúng ta đã nói rất là rõ điều này. Về mặt pháp lý là chúng ta gắn được bài học tên vào trong thành có điều rồi thì khi đó chúng ta sẽ tính như vậy là bài của môn ngữ văn thì tiêu biết chúng ta sẽ sử dụng đến buổi đầu và khi học sinh chấm điểm thì chúng ta chấm điểm chúng ta còn cổ để chấm chính là cổ ngữ văn của quý thầy cô. Chúng ta được quyền chấm điểm tức là cái cơ sở pháp lý dựa theo tổng 389 và 5512 các thầy cô đọc lại thì các thầy cô sẽ thấy là cơ sở pháp lý để tính tụ nội và chúng ta chấm điểm cho học sinh kiểm tra giáo dục và hoàn toàn hợp pháp. Cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Tôi không hỏi là có phải tất cả các môn để STEM hay chỉ các môn của khoa tự nhiên hả? Dạ rồi. Xin trả lời câu hỏi này. Đầu tiên là từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước thì hoạt động giáo dục STEM nó tăng nha vậy và nó chỉ gồm 4 kiểu thêm STEM chỉ là tiếng Việt là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nhưng sau đó nó lan qua Pháp. Pháp trên chữ A là chữ áp tức là nghệ thuật, tức là mẫu sản phẩm ra phải có tính kỹ thuật nghệ thuật mới được. Thì từ STEM nó nằm STEM. Rồi qua bên các nước Bắc Âu thì các nước mà nó hay có những cái chuyện cổ thầy cô. Chuyện cổ riêng, chuyện cổ nó hay là sao? Thế thì nó thêm cái văn hóa học lý thì nó thêm chữ R, tức là reading. Thì để từ STEM nó biến thành STEM, nó biến thành STEM. Rồi sau này nó thêm văn, thêm sử, thêm địa, qua mẫu quốc gia, theo cái truyền học lạc quá của nó. Thì nó thêm các bộ môn học xã hội rồi, thậm chí môn luật học, môn kinh tế cũng đưa STEM. Và cái chữ STEM gốc nó về nó đọc theo nhiều đường lái khác nhau, nó khác nhau lắm. Do các bộ môn khoa học xã hội liên quan sự địa vẫn được luôn. Ví dụ như trong cái bài nhóm chúng tôi tìm kiếm về bài lịch sử chiến thắng trên sông Bạch Đằng thì chiến thắng trên sông Bạch Đằng thì nó có cái thuyền buồm của quý thầy cô. Thì cái bài thuyền buồm nó sẽ tích hợp với bài của môn học tự nhiên là bài các hiện tượng thời tiết, trong đó có bài gió và đặc biệt là gió mùa đông bắc. Thì chiến thắng trên sông Bạch Đằng nó diễn biến vào năm 1938 trên sông Bạch Đằng do của Ngô Quyền chiến thắng Quân Nam Hán. Thì cái sản phẩm cuối cùng là chế tạo chiếc thuyền buồm và một cái quạt. Thì cái thuyền buồm thì chúng ta cần phải có nước mới được, mà nước ở trong đường không có cách. Thế thì người ta hay nước bắt cuốn cái bánh xe này thì nó gọi là xe buồm. Và chúng ta tạo gió mùa đông bắc bằng cái quạt và chúng ta lùi như thế nào để cái thuyền nhập vào cái trọng điểm mà cũng là đường bãi cọc Bạch Đằng này cô chúng ta dựng cộng là cái hoạt động này rất là ứng tú. Đây là một hoạt động của bộ môn lịch sử tương tự như hoạt động của bộ môn ngữ văn đi chẳng hạn. Là có tôi nhớ là có cái sự tích bánh dày bánh trứng thì cho nó chế tạo bánh dày bánh trứng thì tích hợp với môn toán là hàng tròn vuông này cô, tại vì đây là phải tích hợp đi môn thì mình chỉ hỏi bánh dày mình gì cho phải trả lời vuông. Chúng ta không cần tìm hiểu mình vuông nó hàng kéo bằng nhau các đại học. Chúng ta thấy giáo viên toán nên chúng ta cai gắt sâu môn ngữ văn bởi vì môn ngữ văn chúng ta là môn chủ đạo, còn nếu môn toán thì chúng ta chỉ vuông lại mức độ khỏi bánh dày là hình tròn, bánh trưng là vuông chấm hết. Chúng ta cũng không nghe bác nó là nổi trong không gian học thể mà chịu không đồng tiếp. Chúng ta chỉ dừng lại hình tròn vuông trong không gian hai chịu là đủ là đủ. Vì muốn văn mình đã chế tạo hay là chuyện cầu xương hương với lại bánh trôi nước thì một lớp ở trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở Nguyễn Giáo tỉnh Bình Dương xây dựng đại học cho mỗi nhóm bộ nhóm ấy và cho nấu nồi bánh trôi nước luôn. Thì nấu cho nước xong thì đúng ra nó trải nghiệm, tức là nó làm trước rồi nó biết cái bài thơ tao thì đúng là dạy học trải nghiệm và dạy học STEM. Đó là con nghe vừa trắng lại vừa tròn giống y chang như thế này. Bảy nổi bài gì với đứa con rõ ràng là cái bụng trong cái bánh cái viên nó này cũng nó cứ lơ lửng chứ nó không chìm mà nó không Cái thắng khác mặc dù tay để làm rõ ràng là cái đuôi giỏi thì nó sẽ làm cái viên phân quýt rất là tròn, còn cái sự một bàn tay nó làm viên cho nó bằng ngày trở ra thì nó là cái gì qua luôn cái hình ảnh và nó khác sâu kiến thức luôn. Và như vậy cái câu trả lời là tới thời hiện nay thì các bộ lĩnh vực có nhiều điều kiện để đưa STEM vào dạy trong trường học, đó là toán, khoa học, công nghệ và tự nhiên, công nghệ kỹ thuật. Còn các bộ môn khoa học xã hội, liên quan sử địa thì hiện nay là hình thành khá là nhiều bài học để có thể đưa những hoạt động giáo dục STEM vào. Hay là sẽ có cái nọ thầm an ninh vương đó thì rồi. Thậm chí như cái bài chiến thắng trên sông Bạch Đằng nó có hiện tượng thời tiết là hiện tượng thời tiết là gió mùa đông bắc, gió mùa chỉ là hai thôi, ở đây chúng ta xây dựng cái thuyền buồm và chế trong cái xe buồm cũng được. Xin cảm ơn quý thầy cô đã đặt câu hỏi. Thầy bạn Kiều Diễm đặt câu hỏi là xây dựng kế hoạch bài giảng môn toán lồng tiết dạy STEM, và lúc đó môn toán là nội dung chủ đạo phải không ạ? Và giáo viên có thể xây dựng bao nhiêu tiết trong môn toán cũng được phải không ạ? Xin trả lời câu hỏi này gồm hai ý. Trong bộ phận tổng giáo viên STEM thì chúng ta biết là nó là liên ngành và ứng dụng. Ứng dụng có nghĩa là học sinh phải chế đầu ngành học, liên ngành là ngành S, ngành T, ngành E và ngành D. Như vậy chắc chắn là có chị em, lúc nào thì phải có chị em, bởi vì không có chị em thì nó không phải là STEM mà nó là STEM thì nó phải có chị em là chữ toán. Nhưng mà bốn chữ này S, T, E, bốn ngành thì ngành nào quan trọng nhất chưa chắc. Nếu chúng ta là dạy môn công nghệ, tức là hiện nay, thì chúng ta sẽ ở vùng khám phá, chúng ta sẽ khai thác sâu về yếu tố công nghệ, tức là mình đưa một số câu hỏi các độc đạo mạnh về công nghệ. Còn chữ S, ơ và mình đưa vào chú ý và mình hỏi những câu phân bớt nhẹ nhẹ để cho thấy nó có sự liên ngành đó. Còn nếu chúng ta giải toán thì chúng ta hoàn toàn có thể khai thác rất sâu câu hỏi về toán. Ví dụ như chế tạo thuyền buồm trên sông Bạch Đằng thì chúng ta thấy cái tên bài học nó có vẻ là môn lịch sử, nhưng mà bây giờ hết bài này mà mình giải toán thì mình hoặc là mình có thể tự hỏi câu hỏi về sự, tự hỏi câu hỏi đó cho hai môn ngang nhau, hai môn có hai môn cũng đạo luôn còn được. Còn nếu mà chúng ta không ngang từng quá về sự, chúng ta chỉ hiểu một lớp thì chúng ta hỏi những câu hỏi trong sách giáo khoa có sẵn, chúng ta lựa câu hỏi nào phù hợp chúng hỏi được. Rồi hôm đó mình khai thác mạnh vô, ví dụ cái tiền bường thì nó có cánh bường trên chính xây dựng cánh bường thành viên dẫn thành viên hay là hình tam giác và một hay hình tam giác và tam giác rồi tam giác thường hay tam giác không, ví dụ mình sẽ khai thác sâu trên cái yếu tố toán thì khi đó môn toán sẽ là một điều nào. Nói lại nha, môn toán là một trong bốn thành tố quẩy tức là nó ngang hàng nhau, và khi chúng ta là giáo viên môn toán thì chúng ta có điều khai thác sâu kiến thức của môn toán thì khi đó môn toán sẽ là một chủ đạo. Còn cái ý thứ hai là xây dựng kế hoạch bài dạy mấy con anh ý như thế này. Dạ, ý thứ hai là giáo viên có thể xây dựng bao nhiêu tiết trong môn toán cũng được không ạ? Dạ, cái câu trả lời thì này nó gắn liền với cái ý của công văn 5.512 việc xây dựng kế hoạch bài dạy bao nhiêu tiết không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục nữa. Và việc xây dựng kế hoạch bài dạy là thuộc thẩm quyền của quý thầy cô, quyết định xây dựng bao nhiêu tiết là cô. Tuy nhiên chúng ta phải đảm bảo là sau hết một năm học thì học sinh sẽ đạt hết tất cả các yêu cầu cần đạt của chương trình thôi. Và yêu cầu cần đạt thì thể hiện trong sách giáo khoa. Và sách giáo khoa thì nó cũng phải quá là bài này. Thì các thầy cô sẽ là người quyết định bài nào dạy hai tiết, bài nào chỉ dạy một tiết, thậm chí bài nào chỉ nửa tiết thôi. Và do quý thầy cô chứ không ai có thể trả lời câu hỏi này. Cái câu trả lời là cái tính pháp lý là nguyên quyết định của thầy cô. Dạ, xin cảm ơn quý thầy cô đã. Do bộ giáo viên bộ môn tự thầy duy nhân có trả lời là có còn đặt câu hỏi là người giáo viên cùng dạy một môn lớp một môn, vậy cái mặt STEM buộc tất cả giáo viên dạy cùng đó áp dụng chung trong dạy hả thầy? Dạ rồi, xin trả lời câu hỏi về mặt pháp lý theo thông qua 5.512 và thông qua chúng ta có việc xây dựng kế hoạch bài dạy là việc của cá nhân, không phải là việc của tập thể. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy là việc cá nhân, không phải là việc của tập thể. Tuy nhiên trong những điều kiện thực tế hiện nay ở nhiều tỉnh thành, ví dụ như dạy bài truyền thống nha, dạy bài truyền thống thì để dạy cho các thầy cô thì chúng ta ví dụ như dạy bài hình bình hành toán chẳng hạn, thì cả tổ sẽ cùng nhau soạn một bài, và cá nhân sẽ tải bài đó về để lấy dạy luôn. Hoặc là chúng ta thấy không thích cái bài của tổ, chúng ta thấy còn điều chỉnh chỗ ý học trên chỗ lớp luôn ý mình phải nó khác, cho ví dụ này nó làm không được thì tôi sẽ sửa ví dụ này bằng cách là trên một câu hỏi phụ dễ hiểu hơn cho học sinh, cũng trên nền tảng là tổ phần tư. Còn về mặt pháp lý thì tùy soạn bài, kế hoạch bài dạy là xây dựng kế hoạch bài dạy là việc của cá nhân theo quy định của tôi. Còn cái việc mà của tập thể là do sự thống nhất của ta, được chúng ta thống nhất thôi. Tuy nhiên sau khi tập thể xây dựng trong kế hoạch bài dạy tải cái tài lên về thì chắc thế nào là thầy cô cũng phải có sự điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh trên giấy thì chắc chắn khi tôi là thầy cô cũng tung hứng bằng tập thể cho nó phù hợp với cái lớp bài dạy. Xin cảm ơn thầy cô. Thầy, ở trường trung học cơ sở Vĩnh Sơn có đặt câu hỏi là kế hoạch dạy học giáo dục STEM lập riêng hay là thể hiện chung vào trong kế hoạch giáo dục của giáo viên? Dạ, cái câu trả lời này như thế này các thầy cô, nó không có STEM. STEM mà dạy đúng nghĩa chỉ là STEM không á, thì chỉ có hai hoạt động thứ nhất, ứng với hình thức thứ hai là trải nghiệm STEM, thứ bảy thứ nhật. Chúng ta hoạt động ngoài giờ luôn lớp, nhóm học sinh thôi, của một hai lớp thôi, mà trong một lớp nó chỉ có 5 chúng ta được dạy thì nó mới là STEM, chỉ là STEM thuần túy STEM. Còn cái hình thức thứ hai đó là nghiên cứu khoa học, cũng là thứ bảy chủ nhật chúng ta dắt một nhóm học sinh giỏi về nghiên cứu học để cái đó là thuần STEM. Còn khi chúng ta đưa ra như dạy cho trên toàn lớp được tính giờ dạy, được đi điểm học sinh trong tổ gọi là ghi điểm, thì cái hình thức nó gọi là bài học STEM. Và bài học STEM này là nó dán những bài truyền thống và đặt thành tổ của STEM vô thì nó thành bài học STEM. Thì khi đó chúng ta mới được đưa vào thì nó gọi lên là bài học STEM, nó vẫn gắn với tổ thì bài học truyền thống của môn là thầy cô đã truyền đạt, chúng ta gọi là môn truyền đạo. Dạ, còn một câu hỏi cuối cùng của phòng giáo dục của CAS ạ, là chúng ta có thể dạy bài học STEM vào kế hoạch giáo dục phụ 3 hoặc đưa hoạt động giáo dục ở phụ 2 đều được, tùy vào giáo viên tổ chuyên môn của trường đó, phải không ạ? Dạ đúng rồi, tức là cái bài học STEM là các thầy cô, tôi có xây dựng kế hoạch bài dạy dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 đó. Thì cái kế hoạch bài dạy của lớp 2 và của lớp 3 là những cái gợi ý của bộ dục thì thầy cô hoàn toàn có thể chọn phụ dục nào tùy theo của thầy cô với cái bài dạy phù hợp của thầy cô. Xin cảm ơn thầy cô. Dạ, chắc chắn là phần trả lời của tôi thì trong cái thời gian nó ngắn quá thì có khi cũng không thỏa mãn không giải đáp được nói các thắc mắc của thầy cô, thì sau cái buổi tập huấn này các thầy cô có thể gọi những cái thắc mắc lên giao lưu group thì nhóm chúng tôi để thay mặt nhóm các chị đã sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng về cái bài trong bộ sách giáo khoa 6, 8, 9